truy tố xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng truy tố xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ, chứ không được kiểm chứng và không có căn cứ. Bên cạnh đó, theo cáo trạng, 10 người bị hại đều có những yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường hoặc xin lỗi công khai. Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi. Ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi. Bà Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, bà Đinh Thị Lan không yêu cầu bồi thường. Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường về tổn thất vật chất gần 31 tỷ đồng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất hơn 43 tỷ đồng.